Hello anh chị em, chào mừng anh chị em trở lại với chuỗi kinh Công giáo. Mời anh chị em dành ít phút dâng gia đình của chúng ta cho mẹ giáo ái. Hello, trước khi đọc kinh lạy nữ vương gia đình, Lan Anh chia sẻ cho anh chị em cơ hội đã giúp đỡ cho nhiều người và gia đình của họ có cuộc sống an vui hơn và khỏe đẹp hơn. Anh chị em nào quan tâm thật sự muốn cải thiện cuộc sống của gia đình, xem thông tin ở phần bình luận bên dưới, quyết định ngay nhé. Nào, mời anh chị em cùng đọc kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Nữ Vương Gia Đình, mẹ ở đây với chúng con, vui buồn, sướng khổ, mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa mẹ, chúng con biết cậy trông ai? Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có mẹ ở bên chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày. Mong ngày sau sung sướng cùng mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn anh chị em đã cùng đọc hết kinh lạy nữ vương gia đình. Hello, anh chị em đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới an vui hơn? Nhấn vào liên kết trong phần bình luận bên dưới nhé. Hẹn gặp lại anh chị em.